Alo, anh chuyển khoản đi em mới giao hàng được chứ. Anh không chuyển khoản sao em? Hả? Em đang cầm hàng đúng không? Đang ở ngay cạnh cái người nhận giùm anh này, chuyển khoản đi thì em mới đưa hàng được, còn không chuyển khoản em không có đưa hàng được. Thì cầm hàng đấy để chuyển khoản rồi mới đưa gọi ngoài để làm gì đó. Cầm hàng đi chứ. Hả? Cứ cầm hàng đi khi nào chuyển khoản mới đưa mà. Ừ thì chuyển khoản đi để em đưa, em còn đi đi đơn hàng khác nữa mà, đâu phải ngồi đây đến đưa đâu. Thì nếu mà em đưa em đi thì người ta sẽ chạy đúng không? Nên em đừng có đưa nha, em chờ chút để đưa tiền đòi em mới đưa hàng. Anh chuyển khoản cho em đi nhé, chuyển khoản em shipper mà, chuyển khoản em shipper xong mới giao hàng được. Thì đúng rồi mà không có đưa tài thì đưa người ta sẽ chạy đi từ sau nhà, nên em đừng có đi, em cứ chờ chút để chuyển khoản nha. Ừ, chuyển khoản nhanh nào. Tại Đơn vì ông sẽ chạy đó, ông muốn lạ đi ba ba, ông sẽ chạy luôn á, nên đừng có đưa hàng nha, chứ ba. Cứ chờ tiếp khoảng 15 phút để chuyển khoản cho. 15 phút chuyển khoản luôn hả? Sao không chuyển giờ đi? Xin chào anh em, chúc anh em ngày mới làm việc đã được nhiều cuốc kèo. Hiện tại mình đang ở Bình Tân anh em ạ, mình mới ra cái cuốc Amu xong, siêu tốc của Amu. Hôm nay mình sẽ review cho các anh em cái cuốc mà tài xế hay bị lừa nhất. Cái cuốc này tài xế hay bị lừa nhất và không có thể là kiện cáo được với ai, không có thể kiện cáo được với công ty hay là ai, không ai giải quyết cho, mình tự làm tự chịu. Đó là những cái cuốc mà khách yêu cầu tài xế giao hàng xong rồi cứ đi làm việc khác đi, cứ nhận cuốc đi rồi tí nữa khách phải chuyển khoản sau. Điều này là anh em tài mới dễ bị lừa nhất, anh em tài cũ sẽ không bị lừa, tài mới là dễ bị lừa nhất. Sáng nay mình có một cái cuốc 40.000 siêu tốc Amu, mình đến mình giao hàng, lấy hàng từ người Việt Nam mà giao cho người nước ngoài nhưng mà da đen, người Tây đen, người đó không ở đó nhưng mà người nhờ một người da đen khác lấy giùm. Kêu kêu mình gửi số tài khoản 15 phút không thể chuyển khoản. Xong mình mới gọi điện thì bảo 15 phút nữa mới chuyển. Trong cái cuộc thoại này mình có ghi âm, mình có thu âm cho anh em để làm cho anh em cái kinh nghiệm để mà những anh em mới tránh những cái tình huống này ra. Cho dù là người nước ngoài hay người Việt Nam, anh em cũng đừng tin người ta là bảo là giao hàng trước rồi, tí là anh chỉ phải chuyển khoản sau. Nếu người ta không chuyển khoản thì anh em biết làm sao? Anh em bỏ thời gian, anh em chạy lại tận nơi, anh em đòi hay sao? Thứ nhất là anh em mất thời gian rồi nè. Còn anh em chạy lại tận nơi thì chắc gì anh em chạy tới là đòi được liền. Mà chắc gì là người ta sẽ có mặt ở đó để cho anh em đòi. Mà gọi điện thì chắc gì người ta đã nghe máy. Đúng không ạ? Thì anh em gọi tổng đài không làm được gì hết. Cùng lắm thì khóa tài khoản người ta. Khóa tài khoản này thì người ta sẽ chuyển qua app khác, người ta khách người ta đặt thôi. Đó là một điều mình không nên rước phiền phức vào trong mình. Tức là mình tự làm tự chịu anh em nhé. Mình có ghi âm cái đoạn hội thoại với cái khách Tây này. Mà cuối cùng thì mình cũng đã nhận được hàng thì mình mới giao hàng. Nếu mình không nhận được tiền tiền ship thì mình sẽ không giao hàng. Cho dù mình sẽ chờ trong khoảng 30 phút đổ lại. Trong khoảng đó nếu họ chần chừ không chuyển khoản cho mình sẽ không giao hàng, mình sẽ trả hàng về cái nơi mà lấy từ người gửi. Anh em hiểu không? Nhưng mà mình phải gọi về cho người gửi biết tình hình nó như thế nào. Đó. Bên này chần chừ không chịu chuyển khoản thì em sẽ ra hàng về cho anh chị. Tiền cước gì đó thì mình thỏa thuận với nhau, đó là ngoài lề rồi. Và mình sẽ bấm trên app là giao hàng thất bại, bấm trên app giao hàng thất bại rồi giao hàng về. Nếu là Amu á thì sẽ được tiền giao hàng quay về anh em ạ, tầm 15.000 thôi, xa cũng phải gần vậy, có 15.000. Còn bên
những app khác thì mình không nói, hầu như app Lala là không có anh em nhá, app Be cũng không có luôn, mà nếu có thì không biết bao giờ người ta mới chuyển app, chuyển hàng, chuyển tiền quay về cho mình. Còn Aha là phải chuyển cho anh em nhanh và liền luôn. Anh em làm cái báo cáo là bên Aha sẽ trả lời phản hồi cho mình và chuyển tiền cho mình trong vòng 3 ngày. Nên anh em lưu ý nhé, khi mà khách hàng yêu cầu giao trước chuyển khoản sau là anh em không bao giờ, đừng bao giờ làm theo, đừng bao giờ tin người. Anh em mà cho dù anh em có Zalo của khách hàng, Zalo thì người ta chặn được mấy hồi á, chặn cái là xong thôi. Facebook cũng phải chặn là xong, số điện thoại chặn luôn cũng là xong thôi. Còn nếu anh em đem thông tin lên mạng thì bên công ty sẽ chế tài anh em là chia sẻ thông tin khách hàng lên mạng. Anh em làm kiểu gì cũng chết. Ha. Mình sẽ cho anh em coi cái đoạn hội thoại này của mình. Mình hội thoại với khách hàng là người Nhật, là khách nước ngoài, khách Tây. Mình đã chờ 15 phút rồi thì mình mới gọi điện, nóng người quá mình mới gọi điện. Xong bảo chờ 15 phút nữa mới chuyển tiền. Thì ok, mình chuyển tiền.